Ngã chấp là con dao hai lưỡi. Ngã chấp mặc dù không tốt nhưng cần thiết trong một số trường hợp hoặc khi trình độ tâm thức của chúng ta không cao. Thí dụ, ngã chấp giúp quý vị phấn đấu để sáng tạo hơn, phục vụ tốt hơn, làm kinh doanh tốt hơn trong sự cạnh tranh, vân vân. Do đó, nó cũng giúp quý vị cảm thấy mình có một lai lịch như tôi là kỹ sư giỏi, tôi là thợ máy giỏi, vân vân. Điều đó giúp tăng thêm lòng tự tin và giúp quý vị sống cuộc đời hạnh phúc hơn cho đến khi quý vị biết được cảnh giới tâm linh cao hơn của niềm phúc lạc. Cho nên ngã chấp là thứ cuối cùng ra đi. Nhưng nó là dao hai lưỡi. Do đó, nếu không dùng nó khéo léo, đôi khi nó có thể phát sinh vấn đề. Chỉ vậy thôi. Và nếu quá nhiều ngã chấp, nó có thể khiến chúng ta xung khắc với người khác nữa và cản trở sự tiến bộ tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải thiền nhiều hơn và phải phục vụ người khác nhiều hơn, rồi chúng ta có thể lên cao hơn. Và khi chúng ta lên cao hơn, ngã chấp sẽ phải ra đi, bởi vì ngã chấp thuộc về cảnh giới tâm thức thấp. Khi chúng ta đạt được tấm chắn tốt hơn, khiến chúng ta thấy dễ chịu, tự tin và vui vẻ. Ví dụ như sự thăng hoa tâm linh, thể nghiệm được cao hơn và tốt hơn, thì chúng ta cảm thấy vui vẻ và tự tin trong mọi tình huống, và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vào lúc đó, ngã chấp sẽ ra đi, sớm muộn gì cũng sẽ ra đi dần dần. Từng bước một, ngã chấp sẽ ra đi, từng bước một. Ở đây, trong cảnh giới tâm thức thấp, ngã chấp hoạt động như một sự động viên khích lệ, như một tấm chắn để chúng ta phấn đấu, cải thiện, nên nó hữu ích. Nhưng nếu ngã chấp quá nặng thì dĩ nhiên sẽ gây trở ngại nhiều hơn, như cây mọc quá lớn nơi lối đi hay trong vườn, cần phải cắt tỉa. Mọi người cần phải có ngã chấp. Vấn: ngã chấp, dạ, luôn luôn sợ. Nó xảy ra với con rất thường xuyên và con thực sự muốn đánh thức bản thân. Đó là cái ngã, không phải là khiến cho mình rớt. Hãy cẩn thận. Và vô cùng khó để biết nó là gì. Là con có ngã chấp hay không? Và con thấy rất nhiều. Nó xảy ra với rất nhiều anh chị em đồng tu. Ngã chấp khiến họ rớt. Điều đó rất khó khăn. Và con xin hỏi Ngài một lần nữa, làm sao chúng con có thể bảo vệ mình tránh ngã chấp? Sư phụ, có lẽ tôi đi hỏi Thượng Đế. Điều đó rất khó khăn, vì thế giới này làm quý vị ô nhiễm. Mọi người khuyến khích quý vị cần phải vĩ đại, quý vị cần phải giỏi hơn mọi người khác, và lúc nào cũng như kiểu tranh đua, nên quý vị huấn luyện mình có một tinh thần như vậy, và nó trở thành ngã chấp. Quý vị không thể... Với sự tu hành và với những bài học của thế gian, quý vị sẽ khá hơn. Như thế giới này sẽ dạy cho quý vị làm sao trở nên khiêm nhường, và rồi quý vị sẽ biết. Còn không thì nếu quý vị làm việc với ai đó, hay nếu làm việc với sư phụ, và rồi họ la mắng quý vị hoài, hoặc họ luôn luôn vạch lỗi của quý vị, thì từ từ ngã chấp của quý vị cũng giảm. Nhưng ngã chấp càng giảm thì tâm linh càng tăng lên. Quá nhiều rác thu thập ở đây, đó không phải lỗi quý vị. Không ai trong quý vị đã từng làm điều gì sai, đó không phải lỗi quý vị. Dù tôi khiển trách quý vị vì điều đó hoặc bảo quý vị điều đó là xấu này nọ, nhưng nó vẫn không phải lỗi quý vị. Nếu không sinh ra trên thế gian này, quý vị sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì sai như vậy. Quý vị không thể làm gì sai ở thiên đàng. Ngoài ra, trước khi sinh ra ở đây, đôi khi quý vị nhặt lấy một số điều không tốt để có thể sinh ra ở đây. Nếu hoàn mỹ, quý vị không thể. Minh sư không cần phải mang điều đó để xuống trần, bởi vì minh sư xuống đây để nhặt rác từ mọi người, nên ngài không cần phải mang rác nào xuống. Nhưng với người thường, quý vị phải có gì đó để xuống trần, nó không phải vô điều kiện. Thành ra tôi nói sinh ra trong một thân người rất khó khăn. Được làm người là một cơ hội rất hiếm quý. Dù vậy, họ khiến quý vị nhặt một số rác để mang theo xuống, để quý vị phải rèn luyện, phấn đấu.
Đó là điều mà mình gọi là ngã chấp. Ngay từ đầu, nó đã không phải là lỗi của quý vị. Hãy cố lờ nó đi. Nếu biết là của quý vị ló đầu ra, thì quý vị lờ nó đi. Nói, không, vậy không đúng. Rồi quý vị đổi sang điều quý vị nghĩ là đúng và nuốt sự kiêu hãnh của mình. Nếu quý vị biết mình sai, chỉ cần xin lỗi. Nếu quý vị biết đó không phải là cách đúng, thì tìm cách làm lại cho đúng. Luôn luôn cố gắng, cảnh giác. Đó là tất cả mình có thể làm. Vì ngã chấp sinh ra với chúng ta để mình gây rắc rối, để mình đi sai đường, để chúng ta làm rối tung đời mình. Đó là mục đích ảo tưởng, ngã chấp ảo tưởng. Đừng lo lắng về nó. Mọi người đều có, hỏi anh ấy xem, anh có chút ngã chấp nào không? Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều ngã chấp. Quý vị không phải chỉ có ngã chấp và sai lầm, quý vị cũng có những điều tốt với quý vị nữa. Quý vị có năm giới, quý vị ăn chay, thuần chay, tọa thiền. Có lẽ ngã chấp chỉ là một phần nhỏ, hãy cố kềm chế hoặc lờ nó đi. Đó là một câu hỏi khó, khó để làm việc này. Thậm chí thánh nhân cảnh giới thứ năm, nếu đạt được cảnh giới thứ năm của tâm thức tâm linh, cũng vẫn còn 1% ngã chấp. Vấn, con muốn diệt ngã chấp. Sư phụ, không được. Trên cảnh giới thứ năm, quý vị vẫn còn 1%. Khi lên cao hơn nữa, như biên giới của cảnh giới thứ sáu, thì có lẽ quý vị không còn ngã chấp. Đó là lý do quý vị ở tại cảnh giới thứ năm trở xuống. Bởi vì con người, họ mang nhiều thứ với họ. Thậm chí cảnh giới thứ năm, quý vị vẫn còn 1% ngã chấp. Đó là rất nhiều. Phải. 1% là rất nhiều. Phải. Tại sao hả? Vì 0% thì tốt hơn. Vấn. Nhưng cảnh giới thứ năm dinh dự thai. Sư phụ. Ồ, sớm hay muộn quý vị sẽ đến đó. Vấn. Con luôn luôn tin rằng con có thể diệt được ngã chấp. Đúng. Như cho đến khi nó không hiện hữu. Sư phụ, chắc chắn quý vị có thể. Thật điên rồ. Nhưng được, chúng ta có thể. Không, không hoàn toàn 1% như trong cảnh giới thứ năm, nhưng vẫn còn một ít thặng dư. Chỉ là cơ chế của năm cõi giới. Mọi người cần phải có ngã chấp bằng không. Không ai muốn làm điều gì cả. Nếu không có ngã chấp, quý vị sẽ không muốn đi làm, không muốn kiếm tiền, không muốn trông cho đẹp, không bận tâm mặc quần áo này đẹp hơn những quần áo khác. Tương tự vậy. Cái ngã chỉ là một sự thúc đẩy, một động lực để chúng ta tiếp tục sống trong kiếp này. Nếu không có ngã chấp, quý vị thậm chí không muốn sống nữa. Không phải vì quý vị chán chường, không phải vì quý vị không yêu đời. Mà đó chỉ là một động lực. Quý vị không có động cơ, quý vị không muốn tranh đua trong thể thao, không muốn biết thêm về trí huệ, không muốn làm gì cả. Đó là động cơ lèo lái đời mình. Nên hãy giữ nó tới cảnh giới thứ năm, và rồi trên đó quý vị không cần nó nữa. Cũng có thể loại bỏ sau khi đạt tới đó. Quý vị có thể làm có ngã chấp hoặc không có thể giữ ngã chấp hoặc không giữ. Ngay bây giờ vẫn cần. Như động cơ của xe thì ồn ào và nó dơ nhờn nếu quý vị sờ phải. Nhưng quý vị cần nó. Khi lái xe, quý vị cần nó. Nếu ngã chấp quá cao. Nếu ngã chấp quá cao thì đẳng cấp sẽ rất thấp, chắc chắn là như vậy. Không bao giờ có ngoại lệ là quý vị có nhiều ngã chấp mà cùng lúc có đẳng cấp cao. Không. Tôi thấy rồi, thấy chuyện đó rồi. Nếu năng lực khẳng định của họ rất thấp và ngã chấp lại cao, dù họ có khẳng định nhưng thấp, như là ở biên giới thì năng lực phủ định vẫn có thể ảnh hưởng họ. Có thể không phải 24 tiếng, nhưng bất cứ khi nào họ muốn hoặc bất cứ khi nào có cơ hội để cản trở sự tu hành của họ. Nhưng nói với ngã chấp thì cũng giống như nói với cây tre chết ở đây. Chuyện là vậy. Họ thậm chí cũng không nghĩ là họ có ngã chấp. Đó mới là vấn đề. Nhưng nếu có ngã chấp đi nữa, thì quý vị phải cầu nguyện, cầu xin thiên đàng,
cầu xin tất cả các vị thần và nữ thần, các vị bảo hộ và lực lượng minh sư. Xin giúp con xóa bỏ ngã chấp. Xin giúp con khiêm tốn hơn, vô vị kỹ hơn. Không nhất thiết vì mình muốn lên cao hơn, nhưng sẽ rất tốt nếu trở nên vô vị kỹ và khiêm tốn. Rồi mọi người sẽ thích quý vị. Khi người ta thích mình, đó có nghĩa là sẽ có bầu không khí vui vẻ. Khi có bầu không khí vui vẻ, thì mọi việc sẽ trôi chảy đối với mọi người. Họ sẽ không cảm thấy có cái gai trong tim do sự hiện diện của quý vị, do hành vi sai trái của quý vị, do thái độ gây hấn hay tâm lý tranh chấp của quý vị. Đó cũng là một cách phục vụ nhân loại và tất cả chúng sinh nếu mình vô vị kỷ và không ngã chấp. Thậm chí tôi lúc nào cũng phải tự kiểm mình và hỏi, ta có còn ngã chấp không? Tôi hỏi và thỉnh thoảng kiểm tra lại cho chắc. Tôi nói với thiên đàng, nếu có bao giờ tôi làm hại bất kỳ chúng sinh nào, vô tình hay không, xin bù đắp cho họ. Hãy lấy điểm từ tài khoản tâm linh của tôi để chuyển cho họ, tùy vào công đức họ có được và nhiều hơn thế nữa. Đôi lúc tôi có thể tính toán, chẳng hạn một con kiến tôi được phép cho 20 điểm, nhưng có thể tôi cho 30 điểm, thí dụ vậy. Tôi không thể cho thêm dù là tôi muốn. Thiên đàng giữ danh sách mỗi chúng sinh có thể được bao nhiêu điểm từ việc gì. Thậm chí nếu minh sư vô tình dẫm lên họ, thì cũng không thể cho quá, vì sự tiến hóa của họ, thí dụ vậy. Bởi vì nếu mình cho quá nhiều, giả sử họ đang từ là kiến, họ lẽ ra sẽ trở thành ruồi nếu quý vị cho nhiều quá, họ đứng giữa, không biết phải làm sao. Hoặc có thể con ruồi quá mập, quá lớn, mà cánh thì quá nhỏ, không thể bay được. Sự tiến hóa của họ phải ăn khớp với từng bậc trong luật vũ trụ. Ý tôi là tôi tự kiểm bản thân, xem có phải là từ ngã chấp của tôi hay là điều gì khác. Thậm chí nếu có biết đi nữa, tôi vẫn kiểm tra. Đó là cách chúng ta sống. Lúc nào chúng ta cũng phải khiêm tốn, hướng nội, tự kiểm thảo bản thân, xem liệu đó có thật sự là do ngã chấp hay không. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng do nhân quả nữa. Nhưng ngã chấp cũng là thứ rất xấu để mang theo bên mình. Xấu đối với tất cả mọi người, không riêng gì với quý vị. Ngã chấp thật sự là một chướng ngại cho sự tiến bộ tâm linh và là cái gai đâm vào chân của mọi người chung quanh. Ngã chấp gây rất nhiều thiệt hại, rất nhiều rắc rối. Tất cả đều là do ngã chấp. Thế giới thật sự ngột ngạt, thật sự ngột ngạt, không phải lỗi của quý vị, không phải lỗi của ai cả. Có quá nhiều ngã chấp. Trong mắt tôi ai cũng là Phật, nhưng họ bị ngã chấp cản trở và họ không biết mình là Phật. Họ không nhận ra và còn ngăn trở người khác không thấy Phật tánh của họ. Đối phó với ngã chấp rất khó. Làm việc với những người này rất mệt mỏi. Thế giới là như vậy. Ngay cả những người khai ngộ cũng không thể buông bỏ ngã chấp. Họ khai ngộ được một chút thì ngã chấp chặn họ lại ở đó, nên họ không thể lên cảnh giới cao hơn. Họ dựa vào tài năng và kiến thức đã học, rồi cảm thấy mình vĩ đại. Bởi vậy họ không thể nhận thức được sự vĩ đại thật sự của họ. Chúng ta thật sự vĩ đại, nhưng sự vĩ đại này không giống như sự vĩ đại mà quý vị tưởng tượng. Hiểu không? Cái gọi là vĩ đại mà quý vị nghĩ là mình đang có thì không phải là sự vĩ đại đích thực. Chúng ta thật sự vĩ đại, thật sự vĩ đại. Thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc là kho tàng thì không tìm, mà đi lại đi tìm 1, 2, 3 đồng tiền lẻ và cảm thấy tự hào về chính mình. Tôi tìm thấy 2 xu nhân dân tệ. Tôi vĩ đại quá. Nhưng họ bỏ lại đằng sau nhiều kim cương, mã não, trân châu, lục ngọc, đá quý. Họ quên đi kho tàng bởi vì họ quá bận rộn đi tìm 1, 2 hào tiền lẻ. Vô cùng đáng tiếc. Cả thế giới thật đáng thương. Quý vị đã khai ngộ đôi chút mà vẫn còn như vậy, nói chi người bên ngoài. Họ thật đáng thương.
Thỉnh thoảng họ câu thông với chân ngã và làm một chút việc thiện, nhưng hôm sau họ lại khác đi. Đẳng cấp của họ rớt xuống và họ lại tách rời khỏi chân ngã của họ. Họ cứ trở đi trở lại như thế, cho nên mỗi ngày họ đều khác. Vì mỗi ngày phải đối phó với những người tính tình không nhất quán, khiến chúng ta mệt mỏi, hiểu không? Chúng ta không thể làm gì về điều đó. Hãy tha thứ cho họ, tha thứ. Tha thứ cho họ, nhưng tránh xa ra một chút. Giữ khoảng cách trước, rồi tha thứ cho họ. Nói quý vị nghe, không phải chúng ta không tha thứ cho người khác, chỉ là chúng ta rất mệt mỏi. Ngày nào họ cũng phạm lỗi lầm như nhau. Một số người không thay đổi bản tánh, hiểu không? Họ càng già thì càng khó thay đổi. Khi tự họ không thay đổi, họ gây rắc rối cho chính họ và người khác. Bởi vậy thế giới mới đầy đau khổ. Vốn dĩ không ai làm khổ mình, chỉ là ngã chấp gây rắc rối cho mình. Ngã chấp của người khác cũng gây rắc rối. Ngã chấp của con người luôn tranh đấu với nhau. Tất cả đều là vì ngã chấp, hiểu không? Tôi biết nhiều hơn anh, ý kiến của tôi hay hơn. Anh thì biết gì chứ? Rồi người khác sẽ nói, tôi hay hơn, tôi hay hơn. Cả hai đều bám vào ý kiến riêng của họ và cho là mình hay hơn. Cho nên họ tranh chấp với nhau, lãng phí thời giờ và sức lực, đồng thời khiến cho người khác kiệt sức. Quý vị hiểu ý tôi không? Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.